Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền vừa chủ trì buổi làm việc với các ban ngành đoàn thể huyện và các xã thị trấn nhằm triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 trên địa bàn huyện. Năm 2023, huyện tập trung xây dựng Phong Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, xã Mỹ Khánh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng xã Nhân Ái và Tân Thới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025. Đến nay, huyện đạt 6 trên 9 tiêu chí, xã Mỹ Khánh đạt 15 trên 19 tiêu chí, xã Nhân Ái đạt 16 trên 19 tiêu chí, xã Tân Thới đạt 17 trên 19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt cần tập trung thực hiện như là giao thông nông thôn, thủy lợi, phòng chống thiên tai, y tế, văn hóa, giáo dục, chất lượng môi trường sống, vân vân, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 259 tỷ đồng. Ông Nguyễn Giang Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền yêu cầu rà soát lại từng lĩnh vực, tiêu chí, đề ra giải pháp cụ thể đầu tư, nâng chất các tiêu chí theo lĩnh vực, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nhân dân tích cực tham gia.